Các bạn ơi, các bạn có biết cây này là cái gì không các bạn? Chắc có lẽ là nhiều bạn không biết. Đây là một loài cây hoa gì mà các bạn, nếu nói với các bạn ở miền Nam thì có bạn biết, có bạn không biết. Đây chính là cây mua rừng. Cây mua rừng của mình đó các bạn. Đây là cây mua rừng của huyện U Minh Thượng. Nói này chắc có lẽ là có cái vùng của U Minh Thượng mình mới có cái cây mua này thôi. Thì ở đây nó có một đám mua cũng lớn tuổi già rồi đây các bạn. Phía trước nó cao mà nó bự đây. Đó, các bạn thấy không? Ở đằng phía đằng trước kia thì giấc sáng này thì có nhiều loại chú ong đang hút mặt các từng loại hoa của các loại hoa. Đây các bạn thấy hoa mùa nó màu tím nha các bạn ơi. Đây, hoa mùa này màu tím. Bây giờ mình sẽ đi lại phía trước để mình quay cái cây mùa phía trước để cho các chú ong đang hít mặt cho các bạn xem. Đây nè các bạn thấy, mình thấy chơi mấy chú ong thấy không? Họ sáng này mấy chú lượn đó, các bạn cũng đã thấy họ chú ong mấy chú lượn đang hít mặt đấy các bạn. Cây này là cây mua gừng nha các bạn ơi. Ở đây nó cũng có trái nè, có trái luôn đó các bạn. Đây nè các bạn coi, trái này ăn được luôn nha các bạn. Trái của cây mua này ăn được. Để mình sẽ khảo sát cái gốc của nó luôn cho bạn xem. Đây, nó có bông, bông của nó màu tím nha. Lá của nó thì nhám các bạn ơi, lá của nó nhám cào à. Cái lá này của nó nè các bạn, cái lá của nó nhám nha. Nhám mà bông thì bông, bông xong mới ra trái, mà trái này mình ăn được. Ví dụ như lá nó thì nó nhám. Đây là cái gốc của nó nè các bạn. Gốc của nó và cái thân của nó. Thì nó cây thì cây này là cây gừng. Bây giờ cây này cũng tầm khoảng 7 năm tuổi thôi nha các bạn. 7 đến 5 tuổi thôi. Rồi các bạn thấy hoa của nó đẹp màu tím. Là nó chỗ bông quanh năm suốt tháng các bạn ơi. Loại hoa này, loại cây cây này nó chỗ quanh năm suốt tháng. Xong nó mới ra trái. Mà cây này thì nó sống, thường nó sống ở trong rừng. Nó ít có ai mà biết tới nó lắm. Hôm nay mình ở cái vùng này nên mình biết cái loại cây này nên mình quay cho các bạn tham khảo. Mà chắc có lẽ là các bạn ở miền Nam thì biết, mà các bạn ở miền Bắc thì không biết cái cây này đâu. Tại vì ở trong khu vực rừng mình mới có cái cây này. Quá đẹp, hoa màu tím. Chào các bạn, hôm nay mình vừa mua được một cặp bông trang, bông trang nhỏ, bông trang lá nhỏ màu đỏ các bạn ơi. Đây hoành của cây bông trang này mình vừa mới bứng ở phía dưới đất, bầu mình làm bầu cho nó tròn nè các bạn. Cây này hoành của nó 17 các bạn ơi. Đây, chiều cao của cây này 1m2.
tán của cái cây này là ngang 1m2 luôn nha các bạn. Tôi đợi đây nè. Mới vừa bứng bầu xong. Hôm nay đi có mình nè các bạn. Đây một cặp nha. Cặp bên này cũng một cây nè, là hai cây là một cặp. Mình cũng vừa bứng thành cái bầu tròn nè các bạn. Cây bông trang này trồng được mười mấy năm rồi, tại đất cái này nó phèn quá, nó chậm lớn các bạn ơi. Hoành của cái cây này là 16. Cây này 16, cây bên kia là 15. Các bạn thấy đẹp không? Trời sắp mưa tới rồi. Ừ, cây này cái màu vàng. Cây màu vàng chứ không phải là cây màu trắng. Cây này cái là màu vàng nè các bạn. Bên này có một cây nữa. Vừa mua được một cặp đó các bạn. Mới mình vừa làm bầu xong mà trời cũng đang mưa rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Ờ đi có mình nên nè các bạn ơi. Hôm nay bắt đầu mình vô đây mình bầu. Đi có mình nên nè rồi. Bây giờ vừa bứng xong rồi đó các bạn. Mình vừa làm bầu xong, bây giờ mình vô đây mình sẽ quấn bầu luôn. Bây giờ mình sẽ vô đây mình quấn bầu các bạn. Cây này nó cao các bạn ơi, nó lùn. Nó tầm khoảng 1m2 thôi. Thôi mình sẽ các bạn coi, đây cái bầu của nó tròn, mình quấn tròn này nè các bạn, tại trong nhà vườn luôn nha các bạn. Cây này cái đầu tiên. Tiếp tục mình vô cây này, cây số 2 nè các bạn. Đây cây này cây số 2, hoành cây này là 16 các bạn ơi. Giờ mình sẽ quay bầu lại các bạn ơi, quay bầu của cây số 2. Cái này nó mỏng quá, đứt từ đêm hết các bạn. Con keo này ấy quá các bạn ơi, keo này không được rồi. Mình đã vừa lá gốc nó lên được các bạn. Đây dưới gốc cái lỗ nó mới lớn nè các bạn. Ở các bạn cũng đã thấy mình đã bứng thành thảnh lên rồi. Bây giờ nó cái ở dưới phía trong của cái này thì rễ nó không có, ở phía trên nó có nha các bạn, nhưng mà tròn lụm ở trong này là mình bứng rất kỹ các bạn ơi. Đây mình đã bầu xong, mình đã cho cái cây nó đã ngã xuống đây rồi. Đây ngã xuống đây. Và bây giờ chuẩn bị mình sẽ chuẩn bị đem cái cây mình lên trên một cái bao nữa để mình sẽ bó kỹ lên luôn cho cái cây nó được an toàn. Bây giờ mình sẽ đem cái bao mình đã chuẩn bị nè các bạn. Đó, cái bao mình đang chuẩn bị nha. Rồi mình sẽ vô mình sẽ bó nó lại. Mình đã vừa bầu xong đó các bạn.
Đây, mình cũng đã vừa bầu xong. Bây giờ đã thành phẩm rồi nè các bạn. Đi vô trong một cái làng nhỏ nha các bạn ơi, làng kinh nhỏ. Vừa mua được một cặp bông trang, thì mình đã vừa bứng vừa xong một cây, giờ đã bầu xong một cây. Đó, các bạn cũng đã vừa thấy rất tròn. Giờ mình sẽ tiếp tục sang cây bên kia, là cây bên này, mình sẽ cho nó lên và bó tiếp một cây nữa. Rồi, bây giờ mình vừa bầu thêm một bầu nữa nè các bạn. Đây, cây này vừa làm bầu xong. Đó, các bạn cũng đã thấy bông rất tươi. Và bên kia một cây nữa là hai cây. Cây này thì một cặp nha các bạn. Thôi bây giờ mình đem chiếc xe lại, mình sẽ chở nó về. Mình đã vừa đem cái cây lên chiếc xe của mình đó các bạn. Tại mình đi có mình của mình thôi, nên mình cũng không có quay trực tiếp. Mình đem cây lên trên xe cho bạn xem. Và mình đã đem lên rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ đi về các bạn ơi.